Đang có mặt tại huyện Thanh Liêm của tỉnh Hà Nam. Và có thể nói ngày hôm nay kỹ thuật của Bảo Châu và đội ngũ ekip làm video đã đến trực tiếp đây. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ngày hôm nay chúng ta có một đơn hàng có thể nói là cực kỳ VIP. Vâng, quý vị có thể thấy ở đằng sau đây chính là nhà của khách hàng của chúng ta. Nhìn cái cổng thôi là cũng đã thấy phê rồi phải không quý vị? Vâng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lắp một đơn hàng trị giá hơn 200 triệu quý vị nhé. Một combo có thể nói bộ dàn karaoke đến từ thương hiệu RCF. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vận chuyển các sản phẩm vào và tham quan bên trong khuôn viên nhà của khách hàng của chúng ta xem có những gì mà có thể nói là độ VIP như thế nào quý vị nhé. Xin chào quý vị, và đây chính là không gian của nhà anh Chiêm. Quý vị có thể thấy ở phía bên cạnh là căn nhà mà chút nữa chúng ta sẽ lắp âm thanh ở trong đó. Và phía bên cạnh quý vị có thể thấy được một không gian cực kỳ thoáng mát. Buổi chiều mà chúng ta ngồi ở đây uống trà thì còn gì tuyệt vời hơn nữa phải không ạ? Dạ vâng, tảng non bộ này cũng như là thác nước có thể nói là cực kỳ đẹp. Và hiện tại đang trong quá trình hoàn thiện. Sau khi hoàn thiện xong thì đảm bảo với quý vị đây sẽ là một không gian cực kỳ thoáng mát quý vị nhé. Bên cạnh chúng ta cũng sẽ có một thảm cỏ này đó. Có cây này, có nước này, có trà này. Thì có thể nói là đây là một không gian cực kỳ tuyệt vời để cho chúng ta có thể xả stress sau mỗi ngày làm việc căng thẳng phải không ạ? Quý vị có thể thấy ở phía bên dưới chúng ta cũng sẽ có một đàn cá koi ở phía bên dưới quý vị nhé. Đó, có thể nói là một không gian cực kỳ VIP và đẹp. Chào mừng quý vị, và khi Hữu Duy vào nhà khách hàng của chúng ta là nhà anh Chiêm thì có thể nói là rất choáng ngợp bởi không gian nội thất cực kỳ xịn sò và đẳng cấp. Và bên cạnh đó là chúng ta có thể thấy được rất nhiều những loại rượu, có thể nói là một kệ rượu ở đây, rất nhiều những loại rượu khác nhau, từ sâm này, từ rượu ngâm cho đến rượu Tây, rượu ta, đủ cả luôn quý vị nhé. Jameson này, đó, rượu whisky này, cũng như là Chivas 12, một chai rất là to quý vị nhé. Đó, XO này, rất nhiều những loại rượu khác nhau. Cái này khả năng là nấm linh chi hay sao, khả năng là nấm linh chi quý vị ạ. Dạ vâng quý vị, bên cạnh chúng ta cũng thấy rất là nhiều, có ba cái chum ở đây đầy rượu quý vị nhé. Và anh Chiêm còn chia sẻ ở dưới hầm, ở dưới có hầm, và có thể nói là ở dưới hầm anh cũng chứa phải đến vài nghìn lít rượu. Wow. À vâng, rất nhiều loại rượu quý được anh ngâm ở phía dưới hầm nữa quý vị nhé. Và phía bên cạnh đây chúng ta có thể thấy không gian nội thất cũng như là những họa tiết trang trí cực kỳ đẹp. Đây hình như là chim đại bàng với quý vị. Chim đại bàng quý vị nhé, có thể nói là rất là đẹp. Đó, bên cạnh chúng ta cũng có cây và một bộ đèn. Một bộ đèn có thể nói cực kỳ VIP. Bộ đèn này theo anh Chiêm chia sẻ nó phải rơi vào khoảng 500 triệu quý vị nhé. Một bộ đèn không thôi. Và phía trên trên quý vị có thể thấy được ốp trần gỗ. Đó, phía bên cạnh này tường cũng như là trần được ốp gỗ nhìn rất là đẹp. Và những họa tiết điêu khắc trang trí cực kỳ tinh xảo. Đó, ở phía bên cạnh. Và quý vị có thể thấy được một bộ bàn ghế ở đây. Theo anh Chiêm chia sẻ của mức giá của nó cũng lên đến khoảng 1 tỷ 3 quý vị nhé. Chúng khét đấy. Dạ vâng quý vị, đây được làm bằng gỗ am quý vị nhé. Bộ bàn ghế 1 tỷ 3 được làm bằng gỗ am, có thể nói là rất là VIP và xịn sò. Ở phía bên sau quý vị có thể thấy là không gian bếp này. Đó, không gian bếp cũng được trang trí như quầy bar. Đó, được trang trí như quầy bar quý vị nhé. Và ở đây sẽ là vị trí của bartender. Ôi trời ơi, làm gì đấy? Ảo thật đấy. Ly rượu hay là những dụng cụ để chúng ta có thể uống rượu một cách thoải mái nhất đều được để ở đây quý vị nhé. Bên cạnh cũng có rượu, rất là nhiều những loại rượu khác nhau. Có thể nói là anh Chiêm cực kỳ thích sưu tầm những loại rượu. Ở phía dưới hầm còn có 2.000 lít nữa. Vừa rồi chỉ là một số nhỏ ở trên phòng khách thôi. Đó. Ở phía bên trong này cũng là được ốp gỗ toàn bộ quý vị nhé. Có thể nói là một không gian cực kỳ đẹp. Và bây giờ thì xin mời mọi người hãy chiêm ngưỡng một vài cảnh sau đây mà quay phim của chúng tôi cũng đã chớp được trong quá trình đến tham quan nhà của anh Chiêm quý vị nhé.
ơn quý vị, và đây chính là tủ máy ngày hôm nay vị khách hàng của chúng ta đã lắp đặt. Và có thể nói là với tổng số tiền lên tới hơn 200 triệu thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải có những thiết bị có thể nói là đẳng cấp hàng đầu. Với 3 chiếc cục đẩy quý vị nhé, 3 chiếc cục đẩy Crown T7. T7 là hai kênh, mỗi kênh công suất 700W thì có thể đánh tốt cho đôi loa của chúng ta. Hai chiếc là để dành cho hai đôi loa full, còn một chiếc thứ ba là để dành cho gạt sang chế độ bridge để chúng ta có thể đánh cho súp hơi quý vị nhé, đánh căng cho chiếc súp hơi bát 40 của RCF. Với bộ xử lý thì chúng ta sử dụng một chiếc vang số JBL KX180A. Nó hoàn toàn có thể nói là đáp ứng rất tốt cho bộ dàn ngày hôm nay, bởi vì đây là một chiếc vang số quốc dân, một chiếc vang số cực kỳ cao cấp. Nó có thể tạo ra được hiệu ứng hát karaoke, echo và reverb rất là ngọt, cùng với khả năng chống hú của nó nữa. Nó can thiệp vào giải tần để căn chỉnh EQ để làm sao chúng ta có được chất nhạc hay cũng như là chất để hát karaoke hay. Ở đây khách hàng của chúng ta đã sử dụng một chiếc đầu chọn bài của thương hiệu Vietka 4T Plus quý vị nhé. Chiếc đầu này hoàn toàn chúng ta sẽ có nhạc độc quyền này, nhạc chất lượng cao này, và cũng hoàn toàn có thể chơi được nhạc online thông qua YouTube này. Đó, rất là tiện lợi với một chiếc đầu này, sử dụng nguồn nhạc chất lượng cao nó sẽ tốt hơn rất là nhiều khi chúng ta so với việc là chúng ta sử dụng nguồn nhạc trên TV bằng phần mềm YouTube quý vị nhé. Micro ở đây sử dụng là một bộ micro VM200 đến từ thương hiệu JBL đó, và một chiếc quản lý nguồn GP9000. Và đây là chiếc súp quý vị nhé, ở phía bên cạnh đây quý vị có thể thấy đây là chiếc súp hơi RCF 8015LP. Nó có thiết kế là nằm ngang quý vị nhé, nằm ngang thì chúng tôi cũng đã có và đặc biệt là Hữu Duy cũng đã có clip dùng để mở ruột dòng loa này ra rồi. Chúng ta có thể thấy được một thiết kế rất đặc biệt, lỗ thông hơi đằng trước và củ loa của nó sẽ được đặt ở vị trí nghiêng. Và thùng loa nó sẽ thuôn dài như thế này, nó thùng loa thuôn dài ra để theo các nhà thiết kế cũng đã tính toán để làm sao cho khi cái màng loa rung lên nó sẽ kết hợp cùng với cái thùng để có thể tạo ra được một chất âm có thể nói rất là lực đến từ chiếc súp thuộc thương hiệu RCF và thuộc series Acoustica, một series rất là cao cấp của RCF mới cập bến tại Bảo Châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, và hiện tại thì chúng tôi đang thi công ở bên trong phòng hát quý vị nhé. Như quý vị có thể thấy, không gian ở trong phòng hát hôm nay cũng như là vừa nãy chúng ta cũng đã được xem qua về không gian của căn nhà và trong phòng ngày hôm nay chúng ta lắp cho khách hàng. Với loa RCF được nhập khẩu trực tiếp từ Italia với mẫu bass 25 CMAX 4110 thì khách hàng của chúng ta đã lựa chọn hai cặp cho phòng hát có thể nói là rất đẹp và chuyên nghiệp ngày hôm nay. Với hai đôi loa này chúng ta sẽ treo bốn góc nhà, đây quý vị có thể nhìn thấy. Và trong quá trình treo thì chúng tôi cũng đã quay rồi, chúng ta có thể thấy được quá trình thi công lắp đặt. Và phía bên này thì quý vị có thể thấy đây là công đoạn mà chúng tôi sẽ treo loa lên và bắt vào ti quý vị nhé. Đó, ti thì chúng tôi sẽ cắt ngắn để ở một mức chiều dài vừa phải để có thể treo loa lên nó đúng vị trí. Và có thể nói với combo ngày hôm nay sử dụng rất là tốt cho những không gian khoảng 30m² thì hoàn toàn thoải mái quý vị nhé. Nếu mà không gian mà không có tiêu âm thì nó còn có thể chơi được rộng hơn nữa, 60, 70, 100m² dùng vẫn thoải mái. Nhưng mà với không gian phòng hát được thiết kế đặc biệt như thế này thì với không gian 30m² thì nó hoàn toàn có thể đáp ứng rất là tốt với hai đôi loa bass 25 và một chiếc súp hơi bass 40. Chút nữa chúng ta sau khi hoàn thiện thì hãy cùng nhau trải nghiệm hát karaoke cũng như là nghe nhạc ở trên dàn karaoke ngày hôm nay để xem chất âm của nó sẽ như thế nào quý vị nhé. Alo, 1, 2, 3, 4. Chương trình thì đem thử nhạc xuất chiên xuyên thử thử đến tất cả các bạn và bài hát đất nước mình yêu. Khi anh nói yêu em, vườn cây đầy hoa trái, khi anh nắm tay em
còn anh ấy chẳng ngờ. Và khi chúng ta yêu nhau chẳng chẳng em thù nào làm cho đôi tay vâng thưa quý vị, và đứng bên cạnh Hữu Duy chính là anh Chiêm, là chủ sở hữu của bộ dàn karaoke mới cũng như là không gian ngày hôm nay. Dạ vâng, em chào anh Chiêm nhé. Dạ vâng, anh Chiêm cho em hỏi một chút là thời gian vừa qua thì có thể nói là anh đã đến trực tiếp showroom của Bảo Châu đúng không ạ? Để trải nghiệm những sản phẩm mà Bảo Châu đã phân phối. Thì sau khi trải nghiệm ở showroom và về nhà mình nghe thử thì anh cảm thấy là tại showroom và ở nhà thì nó có khác nhau cái gì không ạ? Chất lượng âm thanh như nào ạ? Chất lượng âm thanh anh thấy là tốt, tại vì là anh lên trên đấy mà về đến lắp đặt tại nhà mà anh thấy rất là hài lòng. Dạ. Cảm dạ ơn vâng. Trung tâm âm thanh của Bảo Châu. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và có thể nói với bộ dàn ngày hôm nay là hơn 200 triệu, dạ vâng, có thể nói là bộ dàn cực kỳ VIP, thì anh cảm thấy khi hát karaoke thì chất âm như thế nào? Tiếng rất trong mà hay, anh nghe thấy hay. Dạ. Rồi, tuyệt vời. Dạ vâng, cảm ơn anh nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và chúc anh và gia đình có thật là nhiều giây phút vui vẻ cùng với bộ dàn âm thanh của Bảo Châu. Cảm ơn tất cả các em và cảm ơn công ty Bảo Châu. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, và vừa rồi có thể nói là Hữu Duy cũng như là kỹ thuật viên của Bảo Châu đã đến trực tiếp nhà khách hàng của chúng ta để có thể nói là review không gian, có thể nói là nhà rất là đẹp phải không ạ? Nhà cực kỳ đẹp, quý vị có thể thấy ốp gỗ này cũng như là nội thất cực kỳ xịn sò, và đặc biệt phòng hát rất là đẹp và hay quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Elec. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm, chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ,